18 tuổi sinh con rồi đem cho, sau 27 năm người mẹ nhận lại gì? Nhắc lại năm xưa, lúc 18 tuổi, chị Lê Thị Kim Chi, tên thật là Lê Thị Ngọc Chiêu, sinh năm 1979, quê Cần Thơ, đã có một mối tình với người đàn ông ở gần nhà, nhưng mối quan hệ này không được gia đình chàng trai ủng hộ. Khi phát hiện mình mang thai, chị Chi bị bố của đứa trẻ chối bỏ. Sợ hãi và lo lắng sẽ bị gia đình trách mắng, cô quyết định bỏ nhà ra đi và nương nhờ nhà một người bạn ở Tầm Vu, Ninh Kiều, Cần Thơ để chờ sinh con. Chị Chi chỉ dám tâm sự với hai người em gái về việc mang thai, trong khi cha mẹ hoàn toàn không hay biết. Trong khoảng thời gian này, cô chịu nhiều áp lực từ bạn bè và những người xung quanh. Có người khuyên bỏ thai, có người khuyên sinh con rồi cho đi. Chị Chi, còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cảm thấy sợ hãi trước tình thế khó khăn. Khi gần đến ngày sinh, một người bạn đã đưa chị Chi đến bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 10 năm 1997, chị sinh ra một bé gái đáng yêu. Người bạn đi cùng khuyên chị nên giao con cho một bà sơ để tìm cho bé một gia đình tốt và yêu cầu chị không khai tên thật. Dù ban đầu muốn giữ con lại, nhưng trước sự khuyên nhủ của bà sơ và người bạn, chị Chi đành lòng để con lại với mong muốn con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai tháng sau, khi quay lại tìm, chị được biết con gái mình đã được trao cho một cặp vợ chồng tốt bụng. Thông tin về gia đình mới của con cũng không được tiết lộ, khiến chị Chi rơi vào nỗi buồn sâu thẳm và hối hận vì quyết định của mình. Dù sau này đã lập gia đình và có thêm con, chị Chi không ngừng nhớ về đứa con gái đầu lòng. Mỗi khi nhìn thấy bé gái cùng độ tuổi, chị lại tự hỏi con mình giờ đang ở đâu và liệu có hạnh phúc không. Tuy muốn tìm lại con, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị chưa từng có cơ hội thực hiện mong ước này. Chị cùng chồng đã hẹn ước khi có đủ điều kiện sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh tìm con. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi bất ngờ sau 27 năm. Cách đây không lâu, một cô gái trẻ có tên Lê Thị Thanh Vi, quốc tịch Pháp, đã sử dụng một kênh tìm kiếm để tìm mẹ ruột. Cô sinh ngày 11 tháng 10 năm 1997 tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, có mẹ tên là Lê Thị Quyền Chi, địa chỉ tại Tầm Vu, Ninh Kiều, Cần Thơ. Vi được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi tại Thủ Đức, trước khi được một gia đình người Pháp nhận nuôi vào cuối năm 1997. Vi lớn lên trong một gia đình làm nghề trồng nho và sản xuất rượu vang ở Pháp, sống yên bình và được bố mẹ nuôi yêu thương. Cô luôn được khuyến khích tìm lại gốc gác của mình và được cung cấp đầy đủ giấy tờ để thực hiện việc này. Dù chưa từng trở về Việt Nam, Vi vẫn luôn mong muốn tìm lại người mẹ đã sinh ra mình. Nghe tin từ Vi, chị Chi rất vui mừng và xúc động. Chị tin chắc Vi là con gái của mình bởi các chi tiết về ngày sinh, tên mẹ và hoàn cảnh đều rất trùng khớp. Hơn nữa, gương mặt Vi cũng giống em gái của chị Chi. Chị Chi xúc động chia sẻ, tôi không nghĩ rằng có ngày con lại tìm về như thế này. Tôi rất vui và cũng cảm thấy hối hận vì đã không thể nuôi nấng con. Hiện tại, cả chị Chi và Vi đều mong muốn thực hiện xét nghiệm ADN để xác nhận mối quan hệ mẹ con. Vi chia sẻ rằng cô không giận mẹ, chỉ mong được sớm đoàn tụ và giải tỏa những nỗi lòng chất chứa suốt 27 năm qua. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!